Ngọc Hà xin kính chào quý vị khán thính giả thân yêu của Tinh truyện hay audio. Trong buổi tối ngày hôm nay, MC Ngọc Hà xin gửi tới quý vị và các bạn khán thính giả một tác phẩm rất hấp dẫn và lôi cuốn về chuyện tình của người đàn bà lúc hồi xuân. Trước khi bắt đầu câu chuyện, các bạn đừng quên đăng ký và nhấn vào quả chuông thông báo để ủng hộ ban biên tập Tinh truyện nhé. cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thiện đang đứng trước nhà của anh tập mấy bài thể dục cơ bản vào mỗi sáng. Anh là người rất sinh năng trong mấy việc này, cũng vì thói quen lành mạnh này mà anh có một thân thể vô cùng săn chắc, lại có sức khỏe rất cường tráng, cơ bụng vô cùng hoàn mỹ. Mấy cô gái trong khu cũng vô cùng thích thiện, anh bề ngoài là người vui vẻ, bên trong lại là chàng trai tốt tính dễ gần, ai nấy đều rất yêu quý anh. Anh tập thể dục buổi sáng hà anh thiện. Ừm, giờ này em đi mua đồ ăn sáng cho hai bác à? Dạ vâng sáng nào đi mua đồ cũng gặp anh tập thể dục hết trơn anh xin năng ghê luôn á kiếm ai tập trung là vừa rồi đó buổi sáng tập một mình buồn lắm à nhen trời đất ơi ai đâu rảnh mà tập trung với anh đâu chọc anh thì hay lắm mang đồ ăn về đi ba mẹ đang chờ em đây kìa em biết rồi mà cô ấy là một người thiếu nữ rất xinh xắn trong xóm của bọn họ cũng là con gái cưng của gia đình họ ngày nào cũng sẽ mua đồ ăn sáng ngang nhà của của anh mỗi ngày đều sẽ nói chuyện vài câu với nhau như vậy thiện cảm thấy người thiếu nữ này vừa dễ thương lại vừa hòa đồng thân thiện rõ ràng là mẫu con dâu vạn nhà mơ ước đôi lúc hai người vẫn rất thân thiết với nhau cô vẫn hay mang thức ăn sang bên nhà cho anh sáng nay cũng như mọi ngày thiện đang chăm chỉ tập thể dục để rèn luyện thân thể mỗi sáng trong khu này thì ai cũng nói anh là người có thể lực tốt nhất trong khu hôm nay bà Ngọc cũng đi chợ cho chồng như mọi ngày, vốn nghĩ hôm nay cũng sẽ như mọi ngày. Bà là người khá thân thiện trong khu này, ai nấy cũng biết bà Ngọc và ông Dũng là một đôi vợ chồng. À chị lấy giúp tôi cái con cá này đi nhé. Rồi rồi lấy cho chị Ngọc xinh đẹp luôn nha. Mấy người ở trong chợ này đều gọi bà như vậy, người phụ nữ 50 mà cứ như 30-40, đúng là xinh đẹp hiếm có mà bà ngọc cũng rất thích được gọi như vậy nghe cứ như nụ hồng còn phơi với sắc xuân bà chuẩn bị bước sang mấy chỗ khác để lựa thêm thức ăn thì lại gặp được thiện cũng đang đi chợ bà vội vã chỉnh lại tóc tai quần áo của mình rồi tiến lại chỗ anh đang đứng nay con đi chợ đó à mấy ngày mới thấy đi một lần rồi ở nhà con ăn cái gì vậy à dạ nhằm khi con ăn ở chỗ công trường luôn nên không cần thường xuyên đi chợ đâu bác ơi mà lần nào con đi chợ cũng gặp bác hết trơn. Thiện cười cười nhìn bà, đối diện với một nam thanh niên vừa trẻ tuổi vừa điển trai như anh làm bà như muốn giã rời. Ôi trời ơi ngày nào bác chả đi chợ mà không gặp, hôm nay định nấu gì ăn vậy, để bác lựa đồ tiếp con nhà. À dạ nếu được vậy thì con cảm ơn bác ạ, à. dù gì con cũng là đàn ông, không giỏi mấy chuyện nấu nướng này cho lắm. Anh gãi gãi đầu cười rồi nhìn bà, mối quan hệ của thiện và bà ngọc rất tốt mọi người đều nghĩ là do ông bà ở xa con cái nên gặp cậu thanh niên tốt tính như vậy mới xem như con trai trong nhà nhưng chỉ trong thâm tâm của bà ngọc mới biết rõ thứ quan hệ mà bà đang nhắm tới hai người cùng nhau đi từ chỗ này tới nơi khác trong chợ người lại nhìn vào không biết cũng sẽ nghĩ là mẹ và con trai cùng đi chợ nay chị ngọc đi chợ với cậu thiện nhìn như người một nhà vậy há tình làng nghĩa xóm thân thiết quá chừng Ây ây cô quá khen rồi. Tôi xem nhóc này như con trai trong nhà vậy đó. Nó hiền lành chất phác nên vợ chồng tôi thương lắm. Dạ vâng, con cũng may mắn mới có người hàng xóm như cô Ngọc với bác Dũng đó thím ơi. Thiện cười cười nhìn cô bán thịt đang ngồi trên quầy, nói chuyện với nhau thêm mấy câu thì bà Ngọc và anh cùng ra về. Nhà của Thiện là đối diện với nhà của hai ông bà, bước ra là thấy bước vô là thấy, hai người gặp nhau rất thường xuyên. Chính điều này càng làm cho bà Ngọc vui sướng hơn. Thôi con vào nhà nấu bữa cơm trước nha bác, bác cũng vào nhà với bác trai đi ạ. À. Ừm. Bà vui vẻ ôm giỏ hàng vào trong nhà, vừa vào chới phòng khách thì sắc mặt vui vẻ lúc nãy liền thay đổi hoàn toàn. Bà nhìn chồng mình nằm dài trên ghế sofa xem tivi chăm chú, bên cạnh còn có mấy trái táo bà gọt sẵn trong tủ lạnh. Bà Ngọc mấy năm qua đã bắt đầu chán ghét người đàn ông này của mình, hai người đúng là đã từng rất hạnh phúc nhưng bây giờ đã khác lúc đó rồi người đàn ông này bây giờ không còn như những ngày đầu tiên bọn họ yêu nhau ông đã già rồi đối với bà giống như một kẻ tầm thường vậy mỗi ngày đều sẽ đi quanh nhà chăm sóc cây cảnh lâu lâu lại cùng bạn bè đi uống rượu chơi cờ hai người sống chung một nhà nhưng chẳng ai quan tâm ai tả mạnh ai nấy sống chỉ nói chuyện như bình thường những tiền sinh hoạt của hai người đều là do con cái gửi mỗi tháng đều sẽ chuyển tiền vào số tài khoản của ông Dũng. Hôm nay không đi đâu hết à? Rảnh rỗi nằm đây xem tivi vậy sao? Ừm, nay hơi chán một chút, không muốn ra ngoài nên ở nhà xem tivi. Đàn ông mấy người cũng sung sướng thật luôn đó. Cơm nước thì có vợ con lo sẵn, suốt ngày đi nhong nhong ngoài đường, chả cần làm cái gì cũng có đồ mà ăn, tiền cũng có con cái lo sẵn, già rồi sướng ghê luôn đấy. Ông Dũng biết tình cảm của hai vợ chồng nhà mình không bằng những người khác nên lúc nào cũng sẽ nhường nhịn bà vài câu. Nhưng bây giờ ông bị bà nói tức như vậy, lập tức đứng thẳng người dậy tắt màn hình tivi thành màu đen thôi. Ý bà là sao đây hả? Là đang chê tôi vô dụng bất tài không làm ra cái gì hay sao chứ? Ở ngoài đường là thế nào? Bộ bà trước nay không ra ngoài tám chuyện cả buổi ở ngoài đó à? Nhìn lại thì hơn ai mà lên tiếng vậy chứ? Tiền bà dùng cũng của con bà đồ bà mua là cả hai cùng ăn. Cái nhà này mua được cũng là thời trẻ vất vả mới mua được. Bây giờ lại nói thế là thế nào đây hả? Bà Ngọc thấy chồng mình hôm nay muốn cãi vã như vậy thì cũng ném bó rau sang một bên, bước ra phía phòng khách lớn tiếng nói chuyện với ông. Ừ thì của chồng công vợ, bây giờ già cả rồi không phải còn như thời mấy chục năm trước nữa. Ông nhìn lại cái bộ dạng của công bây giờ đi, chỉ ngoài 51 chút mà cái gì cũng làm không nổi ông coi lại ông có được như ông của mấy năm về trước không hả? Bây giờ ông thế nào đây hả ông Dũng? Chỉ là một người đàn ông bình thường, còn tệ hơn mấy người cùng tuổi với ông nữa kìa. Ông Dũng bị đụng chạm vào mấy việc tín đáo đó thì có chút im lặng. Ông bây giờ đúng là không còn cường trắng hay khỏe mạnh như năm nào nữa. Nhưng ít nhất bà là vợ của ông, cũng không nên nói ra mấy lời sỉ nhục như vậy. Đúng là bây giờ tôi không được như mấy cậu trai trẻ vừa điển trai vừa sung sức ngoài kia nữa rồi. Thời gian đã lấy đi những gì mà tôi có rồi bà Ngọc à. Năm đó chúng ta tới với nhau đều là vì cả hai đứa yêu nhau. Bây giờ bà lại mang tôi ra so sánh với tuổi nó hay sao vậy hả? Vậy trước giờ bà lại yêu cái đó của tôi hay lại yêu tôi đây bà Ngọc? Bà đột nhiên bị nói chúng tim đen thì không biết phải đáp trả lại ông như thế nào. Đôi mắt liên tục lảo đảo nhìn xung quanh. Bà đã từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống tuyệt vời khi ở bên ông Dũng, nhưng đến khi hai người đã gài thì tất cả không như bà mong đợi. Lúc trước đúng là tôi yêu ông, không phải là cả hai chúng ta đều yêu nhau. Nhưng tương lai thay đổi rồi, ông không còn giống ngày đó nữa rồi. Ông nhìn tôi đi, vẫn y như một người phụ nữ đầy dạng dỡ sắc xuân, bước ra đường ai nấy cũng khen tôi xinh đẹp trẻ trung. Còn ông thì sao hả? Chẳng còn cái gì nữa hết. Bà suốt ngày nhìn đám đuối những thằng trai trẻ trong cái màn hình điện thoại kia. Bà nghĩ là tôi không biết à? Chưa kể tới việc bà suốt ngày cặp kè bên cái thằng thiện hàng xóm. Tôi là chồng bà đó. Tôi không có quyền ven sao. Bà là vợ tôi mà sốt này tư tưởng tới những thằng khác ở bên ngoài. Vậy thì chung sống để làm cái gì nữa vậy? Ông giận đến mức đỏ mặt. Trên bàn có một ly nước cũng bị ông ném cho vỡ tung tóe trên nền nhà. Hai vợ chồng đã già nhưng yêu cầu của bản thân đã làm cho cả hai dần xa nhau. Gần như không thể nào cứu vãn được mối quan hệ này nữa, bọn họ chỉ là vì thể diện mà gắng gượng sống bên nhau mà thôi. Chứ bây giờ ông muốn thế nào? Cơn 50 tuổi đi ra phường làm đơn ly hôn sao? Ông coi còn ra cái thể thổng gì nữa không vậy? Rồi hai đứa con của mình sẽ nghĩ gì về cha mẹ nó? Hai ông bà gì còn đi ly hôn nữa hả? Ông làm cái gì thì cũng phải biết suy nghĩ một chút đi chứ âm thanh cãi nhau của hai người càng ngày càng lớn, cả hai đều không còn chút bình tĩnh nào nữa cả. Ông Dũng ghét nhất là có người nào đó động chạm vào những gì mà ông muốn giấu kín, đặc biệt là người vợ cùng chung chăn gối với ông gần 30 năm nay. Lúc ông biết mình bị như vậy thì đã vô cùng bất lực, chả ai muốn vợ chồng mình mất đi điều làm thỏa mãn như cầu của nhau. Tùy bà đó, không ly hôn thì không ly hôn, muốn sống cùng thì sống cùng đi bà muốn là cái gì đó thì làm luôn đi tôi bây giờ không muốn nhìn mặt bà nữa ông nói rồi tức giận mở cửa đi ra khỏi nhà đúng lúc này thiện cũng vừa bước qua định hỏi thăm tình hình trong nhà thế nào vừa gặp vẻ mặt tràn đầy sự khó chịu của ông mà anh cũng rén dùng luôn hôm nay ánh mắt của ông dũng nhìn anh rất kỳ lạ chính thiện cũng cảm thấy trên người ông ấy đầy những thứ khí làm anh lạnh buốt đúng là nhà này cãi nhau lên là đáng sợ mà anh bước vào thì nhìn thấy cái ly vỡ với những mảnh thủy tinh rơi lung tung khắp nền nhà, còn bà Ngọc thì đang ngồi bất lực trên sofa. Bà lướt mắt thấy người đi vào là thiện, lại cố nặn ra nước mắt trên gương mặt mình, anh ngồi xuống bên cạnh bà vỗ về. Thôi bác, dù gì hai bác cũng già rồi chung sống với nhau hơn mấy mươi năm nay, không nên cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt gì đâu bác. Đều có tuổi rồi, chẳng lẽ bây giờ hai người lại sống hai nơi như thế, con cháu lại buồn lòng thì làm sao? thì kệ con kệ cháu đi bác sống với ổng vì tội nó cũng mấy chục năm nay rồi bây giờ không muốn nhịn nữa thôi nhau ra luôn đi đàn ông mà suốt ngày ở không vui vẻ ở bên ngoài rồi nhà cửa thế nào để cho một mình bác lo hết à đây là lần đầu tiên thiện thấy bà ngọc nói chuyện mất bình tĩnh như thế thường ngày ở trước mặt anh bà đều rất dịu dàng anh thấy bà như vậy thì một tay khoác lên vai của bà an ổi sự ấm áp của đôi bàn tay anh làm cho bà thêm yêu mến cậu thanh niên này thì cũng như bác nói đó đã mấy chục năm rồi ai biết chúng ta có thể sống được bao nhiêu lâu đúng không bác nên là bây giờ bác cứ tận hưởng những tháng ngày này đi bác muốn dễ dàng thì mỗi ngày phân công việc cho bác trai làm bác có cái gì thì cứ kêu bác ấy phụ bác là được mà vợ chồng với nhau bác đừng có suy nghĩ như vậy chứ con trước nay chưa từng kết hôn bạn gái cũng chưa có thì làm sao mà hiểu được. Bao giờ vợ chồng con cãi nhau một hai lần thì mới hiểu được. Sống cuộc sống với người mình không yêu thì hạnh phúc cái gì nữa chứ. Như vậy thì đường ai nấy đi chẳng phải đều dễ dàng hơn cho cả hai sao. Muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu thôi. Ông Dũng ở bên ngoài cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Ông ngồi lại nghỉ ngơi ở một băng ghế đá bên đường, rồi lấy điện thoại ra gọi cho con trai lớn của mình. Dạ con nghe đây ba, ở nhà ba mẹ có chuyện gì cần con sao? Không có gì hết, ở nhà con có phòng trống đúng không? À dạ vâng đúng là có, mà để làm gì vậy ba? Ba đến nhà con ở một thời gian đã, chút nữa ba tới, khỏi dặn vợ con chuẩn bị gì hết, chút nữa ba ghé rồi nói chuyện với nó luôn. Ba với mẹ lại xảy ra chuyện gì hay sao vậy? Có cái gì thì cứ nói luôn với con đi. Chút nữa tan ca buổi sáng con sẽ về nhà nói chuyện đàng hoàng với mẹ giúp cho ba. Hai người hở ra là cãi nhau riết. Con trai lớn của ông ôm cái điện thoại mà thở dài, ba mẹ của anh cũng có tuổi rồi, không thể bình yên mà sống hay sao chứ? Cứ một hai tuần đều sẽ nhận được điện thoại của hai người, lần nào cũng là có chuyện cần anh giải quyết hộ. Lần này con đừng nên nhúng tay vào, để ba mẹ tự mình giải quyết với nhau là được rồi. Chút nữa ba ghé cứ như vậy mà làm đi. Ông Dũng không muốn để con trai dính vào chuyện của hai người nữa, hai người không biết đã nhờ con cái của mình bao nhiêu lần. Bây giờ ông không thèm giải quyết nữa, cũng không muốn nhìn mặt bà, cho bà muốn làm gì thì cứ làm đi. Ông Dũng ngồi đấy thêm một chút thì đón một chiếc taxi đến nhà con trai cả của mình. Cô con dâu đang ngồi soạn giáo án cho buổi chiều đi dạy thì thấy bố chồng ghé thăm liền đặt công việc sang một bên chu đáo đón tiếp ông. Dạ con chào ba, ba ngồi đi ba, để con xuống dưới nhà pha cho ba chút nữa. Ừm, nói rồi cô con dâu nhanh chóng đi xuống dưới nhà pha nước rồi mang lên cho ông. Mặc dù vẻ bề ngoài cô đón tiếp ông rất niềm nở, nhưng bên trong lại không mấy vui vẻ. Mỗi lần ông bố chồng này tới thì đều là xảy ra chuyện gì đó với bà mẹ chồng rồi, cũng may là hồi trước hai người cưới nhau không có về chung sống với bố mẹ anh ấy già nước đây ba lần này ba ghé thăm hai vợ chồng con có chuyện gì không vậy ba ba với mẹ cãi nhau chút chuyện chắc ba sẽ sống ở đây vài bữa đấy lại làm phiền con dâu chuẩn bị thêm phần thức ăn cho ba nữa rồi cô rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để nở nụ cười với ông ông này y chang như mình đoán mà suốt ngày qua đây là đi ở ké cãi nhau với bà thị ở nhà đi Chạy qua đây làm vợ chồng mình tốn tiền chứ gì nữa trời ơi ý là ở riêng mà còn kiểu này nữa không biết ở chung thành thế nào nữa chắc nghe hai ông bà chửi nhau no luôn à dạ không có phiền gì đâu ba ba là ba của chồng con cũng như là người nhà của con rồi mà không sao đâu ba mà lần này ba với mẹ lại cãi nhau chuyện gì nữa vậy ba mẹ cứ cãi nhau thường xuyên như vậy là chuyện không hay đâu ba Ừ thì biết là vậy nhưng mà mẹ con có để cho ba yên ổn đâu chứ. Lâu lâu bà không vui thì lại có chuyện để cãi nhau thôi. Bây giờ còn có ý muốn thôi nhau ra. Đường ai nấy đi nữa kia kìa. Ông Dũng cầm lấy ly nước trên bàn của cô lên uống một mụn. Bây giờ nhớ lại những chuyện lúc nãy ông vẫn còn đang ấm ức tức giận. Sao lại như vậy được chứ? Ba mẹ đã cưới nhau hơn mấy mươi năm rồi. Thôi ra thì làng xóm lại dị nghị này nọ nữa. Thì cục lắm ba ơi. Lại tới nữa rồi đó, hai ông bà của cái nhà này bị làm sao đâu á trời, từng tuổi này còn đòi ly hôn làm như mới 20 30 không bằng vậy đó. Ba mặc kệ đó, bà ham trai trẻ thì cho bà ra đường đu theo mấy thằng đó luôn đi, cho nó lấy hết đem đi cho vừa lòng ba. Ba đây cũng mệt mỏi lắm rồi, suốt ngày ở ngoài đường liếc mắt đưa tình với mấy thằng đó. Cô im lặng không biết nói gì, từ ngày cô và anh Tài, con trai cả của hai người kết hôn với nhau, thì không biết là đã nghe qua bao nhiêu lần hai người cãi nhau mấy lần đầu thì cả hai vợ chồng cùng về nói chuyện giảng hòa cho hai ông bà dần dần cô cũng quá mệt mỏi không thèm theo anh về đó nữa gia đình này cũng không mấy hạnh phúc tết nhất cùng lắm thì hai người con về ngủ một đêm gì đó là đã rời đi rồi bố mẹ trong nhà không êm ấm thì làm sao con cái nó hòa thuận hạnh phúc được à ba ơi sắp tới giờ con phải lên lớp đi dạy rồi khoảng nửa tiếng nữa thì anh tài tan ca về đó ba hai người nấu cơm rồi dùng bữa luôn đi nhé thường thường con ăn ở căn tin của trường luôn ba trong nhà giúp con nhé ba muốn làm gì thì làm đi ba tự nhiên nha ba ừm rồi ba biết rồi thôi con đi làm đi kẻo trễ bây giờ dạ vâng ông dũng giúp cô dẫn xe ra khỏi nhà con vẫy tay tạm biệt khi cô rời đi ông bước lại vào trong nhà quần áo của mình bỏ lại hết trong nhà rồi không biết quần áo của thằng tài mình mặc vừa không nữa. À mà thôi nếu mà không vừa thì kêu nó ghé nhà lấy giúp mình là được rồi. Ông ở trong nhà một lúc thì cảm thấy buồn chán liền đi qua mấy nhà gần nhà của anh để nói chuyện làm thân với người ta. Mặc dù đây là khu nhà của con trai ông nhưng ai nấy vẫn rất thân thiết với ông, đơn giản là vì ông thường hay đến đây sống lắm. Cứ một hai tuần là lại gặp ông đến, cũng đem mấy chuyện gia đình của ông và bà nhà Ủa anh Dũng tới chơi đó à? Anh vào đây ngồi chơi với tôi nè. Ờ, cũng gần nửa tháng không gặp mà mấy cái cây trong vườn nhà ông nhiều hẳn ra há. Ông này mê còn hơn tôi nữa. Ông bác hàng xóm cười lớn vỗ vai ông Dũng. Như đam mê rồi đó, đâu có bỏ được đâu. Như lớp trẻ bây giờ nó mê xe mê quần mê áo còn mấy ông già như mình mê mấy cái cây cảnh chứ gì đâu. Sau nay qua nhà con trai sống nữa rồi, bộ hai người lại có chuyện gì nhau nữa rồi hả? Thì vậy đó mới phải qua đây, lần nào cãi nhau mà chả như vậy đâu. Vợ chồng chung sống mà bây giờ mệt mỏi quá, nhìn mặt nhau cũng không thèm nữa chứ ở đó mà kêu sống cùng một nhà. Vài bữa cãi một lần, làm quài vậy đó. Ông Dũng bày ra vẻ mặt chán nản thở dài kể với ông bạn hàng xóm. Thôi mà, cãi quài cũng đâu có làm được gì đâu. Tôi bây giờ cũng đâu có làm được mấy chuyện đó đâu nè. Nhưng mà tôi với bà nhà vẫn hạnh phúc nhẹ nhàng qua ngày đó thôi. Hai người cứ áp lực nhau mấy chuyện đó thì sao mà sống chung nổi. Ông hàng xóm này nằm trong số người biết được lý do mà ông Dũng và bà Ngọc liên tục cãi nhau. Phải thân thiết lắm thì ông Dũng mới nói ra. Hai người cũng cùng cảnh ngộ với nhau, nhưng lại có hai cuộc sống khác nhau hoàn toàn. Trái với việc ông Dũng suốt ngày bị bà Ngọc cảm giảm, thì ông bạn hàng xóm này lại có cuộc sống khá êm ấp bên cạnh vợ của mình. Ủa mà nay bà nhà đâu rồi? Sao không thấy bà vậy? Ôi sời con gái út cưng của bà mới mua hai vé cho bà đi du lịch Đà Lạt với nó rồi. Có rủ tôi đi chung nữa, nhưng mà ở nhà không ai chăm cây giúp tôi nên mới thôi không đi. Trên nó lạnh thấy bà, không biết hai mẹ con lên đi chịu nổi không nữa. Lo cho vợ quá rồi còn gì, thấy bà ấy cũng như vợ tôi, trông khỏe mạnh với lại cũng còn trẻ trung phơi phới sao mà đàn ông mình bị cái này vậy không biết nữa hả thôi đừng có buồn lòng làm gì cho nó mệt người vào làm vài lon với tôi đi hôm nay bà đâu có ở nhà muốn làm gì thì cứ tự nhiên đi bà với con gái đi cả tuần mới về ông yên tâm ông dũng nghe vậy thì vui vẻ bật cười nay hai ta dám rủ vào nhậu luôn vậy thì quất đi tôi ra chợ mua chút mồi rồi về nhậu luôn ở nhà có bia sẵn không vậy? Mấy bữa trước bạn trai của con gái tôi có tặng cho một thùng. Ông mua chút đồ ăn về là được rồi. Ở đây để tôi lo cho. Hai người được thoải mái uống rượu nhậu nhẹt một bữa thì tinh thần ai cũng trở nên phấn chấn vui vẻ lên. Ông Dũng cảm thấy mình không có vợ bên cạnh nhưng mà vẫn rất thoải mái. Có thể đi gặp nói chuyện với mấy ông bạn đã vui rồi. Trong lúc ông Dũng đang vui cười bên bàn nhậu thì ở trong nhà của ông bà Ngọc đang dần thực hiện kế hoạch cưa đổ phi công trẻ. Lúc nãy thiện thấy bà buồn bã như vậy cảm thấy nơi này chỉ có mình và một người phụ nữ trung niên. Anh không nỡ để bà ở lại đây một mình nên đã phụ giúp bà dọn cái ly thủy tinh vỡ kia. Mãi một lúc sau anh định ra về thì lại bị bà Ngọc ngăn cản lại. Hay là hôm nay con ở lại đây dùng bữa với bác luôn đi, dù gì ổng cũng không có ở nhà, bác ăn cơm một mình thật sự cũng sẽ thấy chạy lòng. Ở nhà con cũng chỉ có một mình, ăn chung với bác đi cho vui thiện cắn cắn môi suy nghĩ một chút chắc bác ấy vừa cãi nhau với chồng nên mới như vậy thôi ở lại ăn một bữa cơm cũng đâu có vấn đề gì đâu chứ dạ vâng để hôm nay con ở lại ăn cơm với bác luôn ạ à? ừm vậy con chờ bác chút để bác vào trong bếp nấu ăn rồi mình ăn luôn để con phụ bác một tay cho nó nhanh thế là hai người cùng nhau xuống bếp nấu ăn không có sự xuất hiện của ông dũng bà ngọc càng cảm thấy vui vẻ hơn lúc bà ở bên cạnh của thiện cũng không cần quá chú ý tới ánh mắt của ông nữa chỉ cần anh chấp nhận thì đối với bà ngọc những thứ khác nó không quan trọng bà tìm đủ mọi cơ hội để được gần với thiện hơn đôi lúc hai người vẫn chạm vào tay nhau thiện không nghĩ nhiều về mấy hành động đó anh chỉ nghĩ là bà ngọc vô ý với lại việc làm bếp không thể nào né tránh nhau được hết con công nhận là tay nghề nấu ăn của bác quá đỉnh luôn á mấy món này một mình con mà làm là tới chiều cũng chưa xong nữa nè anh cười cười nhìn mấy món ăn bắt mắt được chính tay bà ngọc bày trí trên dĩa lại nhìn đến gương mặt của bà không hiểu sao lại thấy vui vui trong lòng hay khen dữ lắm gặp ai cũng khen hết trơn bởi vậy mà ai cũng quý con hết á mấy này là do bác làm lâu rồi nên quen tay cái gì cũng phải từ từ mới giỏi lên được chứ như con hồi trước đi làm ở công trường cũng không giỏi, bây giờ lên quản lý công trường rồi, khỏe hơn đúng không? Bác nói cũng đúng, cái gì cũng phải có khổ luyện mới thành công được. Thôi bác ăn đi bác, để con dọn mấy món này lên bàn ăn cái đã. Thiện cẩn thận mang từng dĩa thức ăn đặt trên bàn gọn gàng, anh bày trí mấy món anh cho thật phù hợp rồi cùng bà Ngọc dùng bữa. Nhìn hai người tựa như mấy cặp đôi đang dùng bữa cơm bình dị với nhau hàng ngày đây cũng chính là điều mà bà ngọc hằng mong muốn bà vẫn tranh thủ gắp thức ăn vào trong chén của anh thường xuyên thiện cũng không nghĩ nhiều gắp lại cho bà nhưng anh nào biết rằng những hành động tưởng chừng bình thường của anh đã làm bà ngọc vui vẻ vô cùng con xin phép bác con về trước nhé cũng chưa rồi bác nghỉ chưa đi chuyện của hai bác cứ cân nhắc lại đi ạ à. đừng có vì chút nóng giận mà làm mất đi tình cảm vợ chồng bấy lâu nay nha bác thôi con về ạ à. ừm con về đi chuyện này để từ từ tính xem thế nào. Thiện vừa giúp bà rửa xong đống chén bát kia thì cũng nhanh chóng đóng cửa nhà ra về. Hôm nay anh không cần đến công trường, cả ngày đều vô cùng rảnh rỗi. Anh ôm cái điện thoại của mình nằm ở trong phòng xem tới xem lui mấy tin tức của ngày hôm nay. Hôm nay cả cái mạng xã hội của bị xâm chiếm bởi một cặp đôi bà già với phi công trẻ. Hai người này bây giờ nổi tiếng vô cùng bắt đầu từ đoạn video do anh người yêu D.A.N.H. tải lên mạng xã hội. Hai người cùng đi du lịch rồi còn công khai hôn hít nhau. Cộng đồng mạng có người tranh cãi, lại có người ủng hộ mối quan hệ này. Gì vậy trời? Thời bây giờ là thích mấy người già già nhưng xinh đẹp kiểu này đó à? Mà này coi vậy chứ vẫn không bằng bác Ngọc hàng xóm của mình rồi. Anh chăm chú xem mấy hình ảnh mà báo chí đăng tải. Mặc dù đã già nhưng người phụ nữ kia vẫn vô cùng xinh đẹp hoàn toàn có thể nhận ra những đường nét trên gương mặt thời trẻ chắc chắn cũng là đại mỹ nhân khó tìm nhưng anh nhìn tới nhìn lui vẫn bĩu môi lắc đầu chê khen so với người phụ nữ đối diện nhà anh thì vẫn thua kém một chút xem tin tức một hồi cũng không còn gì thú vị anh dẹp điện thoại vào tổ đầu giường rồi đánh một giấc giữa buổi trưa mát mẻ bà ngọc ở bên nhà thì đang ngắm mình ở trong gương trải chút cái thứ trước cái gương đây là thói quen của bà một ngày ngắm gương ít nhất cũng 20 lần. Bà luôn muốn mình xinh đẹp nhất trong mắt của thiện, vì vậy nên phải chỉnh chu và đàng hoàng. Chiều hôm đó ông Dũng vẫn say tí bị ở trong phòng của con trai mình, lúc đó phải vất vả lắm anh mới thành công kéo ông vào trong nhà. Lâu lâu nhậu một lần thì ông như vậy đó, như không biết điểm dừng vậy, uống cho tới bến luôn, tới chú hàng xóm nhậu chung cũng chịu không nổi. Ôi trời ơi, đau đầu quá đi à ba dậy rồi đó hả tài mang lên một tô cháo ấm và một ly nước dành cho ba của mình ba đó đé nhà con mà còn nhậu nhẹt vậy nữa có hai người mà hơn một thùng bia cũng già rồi uống gì mà giữ vậy không biết nữa thiệt tình luôn á thôi ba ăn cháo rồi uống nước đi cho khỏe người mấy giờ rồi lâu lâu mới có người rủ ba uống chung nên mới không kiềm chế được mà có hơi quá một chút thôi mà con đi làm việc với cấp trên cũng vậy thôi, lâu lâu một lần, không vấn đề gì hết. Ông bê tô cháo lên vừa thổi vừa chậm rãi ăn, cái mùi cháo ấm nóng đó xông vào trong khoang miệng vô cùng dễ chịu. Bên cạnh còn có nước uống, uống bia xong có mấy cái này thì đúng là nhẹ người hẳn ra. Thôi ba ăn đi, con ra ngoài đây, tí nữa ba ăn xong thì tự mang xuống dưới rửa bát đi nhé. Hôm nay vợ con dậy hơi lâu một chút, tí nữa mới về làm cơm. Ba chờ thêm chút nữa đi. Được rồi, khỏi nấu cho ba. Ba đâu có ăn khỏe như vậy, tô cháo này là đủ rồi. Con khỏi lo cho ba, có công chuyện gì thì cứ đi làm đi, ba ăn xong rồi hồi tự dẹt luôn cho. Dạ vâng. Tài đóng cửa phòng rồi lắc đầu đi xuống phòng khách, mỗi lần ba anh đến đây anh cũng không có vui vẻ gì. Khi còn nhỏ rõ ràng là ba mẹ chung sống rất hạnh phúc, mấy năm gần đây ông với bà cứ cãi nhau liên miên cô con gái út thì cùng sống bên nhà chồng, đa phần không có quan tâm đến chuyện ở nhà, lâu lâu mới thấy mặt một lần mà thôi. Cứ mỗi lần ông với bà Ngọc cãi nhau thì y như rằng nhà anh là điểm để ông chú mộ vậy, cứ thường xuyên như vậy cả anh và vợ đều khó chịu vô cùng. Tài suy nghĩ hồi lầu cũng chỉ biết chạy xe về nhà gặp mẹ nói chuyện với bà xem tình hình thế nào. Anh có chìa khóa nên rất dễ dàng đi vào bên trong, thấy mẹ mình đang gọt trái tây ở trong phòng bếp, dáng vẻ của bà so với ba mình thì khác xa một tròi một vực. Trong khi bà Ngọc đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi để gọt trái tây, làm những việc bà thích thì ba anh là ông Dũng lại đi nhậu nhẹt với bạn bè như thế. Con mới về đó à? Về có việc gì nữa thế? Bộ ổng xách dép chạy tới nhà con rồi hả? Mẹ biết rồi còn hỏi nữa, lần nào mà chẳng như vậy đâu. Ba mẹ lại có chuyện gì nữa rồi, nói rõ cho con nghe đi cãi nhau quài không thấy chán hay sao vậy? Tia nhíu mày ngồi xuống đối diện bà, mẹ anh không có tỏ thái độ gì hết, vẫn ung dụng gọt trái cây làm như không có gì. Đó giờ như vậy rồi mà con nói gì vậy? Ông với mẹ bây giờ không thích hợp để sống chung nữa đâu, thêm cãi lộn chứ làm gì, đường ai nấy đi cho lẹ. Hai đứa cũng có chồng có vợ cả rồi cần gì tới ba mẹ lo nữa đúng không? Chi bằng phần đời còn lại để ba mẹ tự mình đi tìm hạnh phúc mới đi anh nghe mẹ mình nói vậy thì lại bất ngờ. Anh không nghĩ sẽ có ngày chính người mà mình gọi là mẹ sẽ nói ra những lời như vậy, cùng lắm chỉ là cãi nhau rồi thôi chứ. Mẹ nói vậy sao được? Ba với mẹ gần 30 năm rồi chứ có ít đâu, không lẽ bây giờ mẹ lại đồng ý bỏ ba sao mẹ? Ba mẹ cũng có với nhau hai đứa tuổi con rồi còn gì, cứ xem như là vì tụi con đi mà mẹ. Vì hai đứa bây nên mẹ mày mới sống với ổng tới bây giờ đó con bây giờ mẹ nói không là không ngày mai mẹ lên phường nói chuyện cho ổng muốn là cái gì thì làm đi con đi làm mà nuôi ổng đi suốt ngày đi ra là gặp đi vô là gặp khó chịu chết đi được mẹ quyết định rồi mẹ sẽ đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình đừng có cản mẹ nữa bà ngọc bỏ cây dao gọt cái cây sang một bên giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với anh tài không biết mẹ mình đang nghĩ cái gì nữa anh trao mày rồi lắc đầu bất lực hạnh phúc mới mẹ định đi làm quen với mấy thằng trai trẻ đào mỏ ngoài kia hả rồi tụi nó mang tiền của mẹ đi hết lúc đó mẹ làm sao đây ba không phải cũng rất tốt sao một điều nhịn chín điều lành đi mẹ ơi có cái gì mà phải làm lớn như vậy con không hiểu được bây giờ bắt con cưới một con nhỏ bị vô sinh thì con có chịu không hả tuổi trẻ thế nào thì người già cũng thế đấy chưa kể bây giờ mẹ còn dạng dỡ tuyệt vời thế này thì ai mà dám chê đây hả? Bên ngoài có biết bao nhiêu người khen ngợi mẹ nữa kìa. Rồi mẹ tin mấy thằng đào hoa đó hả mẹ? Ba đối với mẹ đó giờ không đủ chân thành hay sao vậy? Với lại trước giờ hai người cũng có bao nhiêu lần rồi, cũng có con với nhau rồi mà. Mẹ có tuổi rồi mà vẫn ham hố mấy chuyện đó hay sao vậy? Tình yêu của mẹ nó chỉ xứng đáng như vậy thôi sao? Ừ, chỉ có bấy nhiêu đó thôi đấy, ông làm không được thì để thằng khác làm thay đi, mẹ không có chịu nổi nữa, khỏi cần giảng hòa gì hết. Ly hôn nhanh lên cho nhẹ người, con về luôn đi, sau này ông ở nhà con, quần áo đồ đạc gì đó mẹ dọn giúp cho con. Bà Ngọc tức giận đùng đùng đi lên trên phòng, tất cả những đồ dùng, quần áo còn có những thứ đồ đạc của ông đều được bà gom lại sạch sẽ. Trong nhà gần như tất cả đồ liên quan tới ông đều không còn gì nữa hết. Mẹ à, thật sự là phải như vậy à? Thật sự đó, mau đem về cho ổng luôn đi, khỏi mặc công ổng phải về đây lắm. Bà Ngọc đẩy tài ra khỏi nhà, anh con trai cả nhìn mấy túi đồ to bự trước mắt mình mà bất lực thở dài. Cái gia đình của mình tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ? Mẹ mình, bà ấy đã thay đổi quá nhiều rồi, ba mẹ đã không còn như trước nữa rồi. Tài không còn cách nào hết anh không thể đứng ở ngoài này chờ bà mở cửa cho mình thêm lần nữa. Chỉ đành mang hết những tối đồ này treo lên trên xe. Trong lúc anh đang chật vật với đống vật dụng này thì Thiện bước tới. "Của anh tài đó à? Anh chở cái gì mà nhiều dữ vậy? Để em giúp cho một tay nha." Thiện nhanh chóng chạy tới giúp anh để đồ cho chắc chắn. Hai người lay hoay một chút thì cũng xong xuôi. "Mà anh sao chở nhiều đồ dữ vậy?" Nay anh ghé nhà lấy đồ hay sao vậy? Lấy đồ của ba tôi đây nè chú em. Lần này ba mẹ cãi nhau dữ quá. Mẹ còn đòi lên phường làm đơn ly hôn gì đó nữa kìa. Không biết lần này thế nào nữa. Tài thở dài rồi lắc đầu. Anh là con cả trong nhà nhưng chuyện này chính anh cũng không nghĩ ra cách giải quyết nữa. Sao mà lần này lớn chuyện dữ vậy anh? Lúc sáng em có qua khuyên nhủ bác gái một chút hay là anh dẫn bác trai về nói chuyện với bác gái đi chứ bây giờ cứ để như vậy không chừng là thành thật luôn nó để từ từ anh tính xem thế nào đã ba anh chắc cũng không chịu nói lời xin lỗi trước đâu hai người ai cũng ngại tái tôi quá cao hết á thôi anh cố gắng nói với bác trai đi bác gái để em khuyên nhủ xem thế nào chứ vợ chồng lâu năm như vậy sao được anh thì cũng như chú nói đó anh cũng không biết làm sao đây đều toàn là số đồ đạc của ba anh đây nè bây giờ mẹ cũng đưa hết cho anh để mang về cho ông ấy anh cảm thấy lần này mẹ không đơn giản chút nào hết á thôi trời cũng gần tối rồi anh về nhà sớm đi ngày mai hẳn tính tiếp anh ơi ừm có gì chú em gần nhà nói giúp anh mấy cậu với nhé vâng vâng em biết rồi anh đi đường cẩn thận nhá được rồi tạm biệt chú tài chậm rãi lái xe rời đi trên chiếc xe máy hai bánh của anh là vô số đồ đạc không thể nào chứa thêm dù chỉ là một vật nhỏ nhất anh phải khó khăn lắm mới an toàn trở về nhà của mình vợ anh nhìn thấy chồng mình chật vật khiêng đồ thì cũng chạy ra phụ giúp cái gì đây trời đất đừng nói là đồ dùng của ba bị mẹ ném hết ra đường nên bắt anh trở về đây nha em đoán đúng luôn rồi đó thu vợ của tài nghe chồng mình nói thì tức điên lên Bố mẹ chồng lúc nào cũng gây ra phiền phức kiểu này là sao chứ? Cái gì cũng đổ hết lên người của hai vợ chồng cô, bây giờ còn tống thêm một ông già chui vào đây mà sống. Rồi hai người bọn họ sau này phải làm sao? Bị bố chồng làm phiền mọi lúc mọi nơi thì còn làm ăn được gì nữa? Rồi anh định vậy luôn nó hả anh tài? Anh định cho ba anh ở lại đây hả? Rồi làm sao mà được? Tạm thời như vậy đi chứ biết làm sao bây giờ em? chả lẽ hai vợ chồng mình cũng tống ba ra đường à? Trước mắt chờ xem mẹ thế nào đã, nếu không được thì chúng ta lại tính tới chuyện tiếp theo. Vậy là thật luôn nó hả trời? Em chỉ cho anh thời gian một tuần thôi đấy nhé, nên sớm mày làm cho xong cái chuyện này, em nhịn không nổi đâu. Nói rồi Thu mang theo cơn giận đi lên trên phòng, lúc đi cầu thang còn đụng mặt ba chồng. Ông nhìn con dâu nóng giận mà khó hiểu, không biết là gia đình của của hai đứa này lại có chuyện gì. Chở cái gì mà nhiều vậy? Đều là đồ mà mẹ quăng cho ba đó. Ba tự mình dọn lên phòng đi, con mệt rồi. Cả cậu con trai cũng bực bội vì sự xuất hiện của ông già trong nhà mình. Anh thật sự rất mệt mỏi chuyện của ba mẹ mình. Ông Dũng không hiểu tại sao con trai và con dâu đều bực mình, cuối cùng chỉ có thể thăm cội mang số đầu đạc của mình lên phòng mà thôi buổi tối hôm đó hai vợ chồng của tài ở trong phòng nói với nhau vô số chuyện đề nghị với nhau rất nhiều cách cho hai người bọn họ làm lành cho nhanh hai người thật lòng không muốn sống cùng một người già cả như vậy đã phải chuyển tiền hàng tháng đã mệt bây giờ còn thêm một thành viên trong nhà ai mà đồng ý ngày mai anh dẫn ba qua nói chuyện với mẹ sẽ không để ba ở đây nữa đâu cứ vài hôm lại chạy sang nhà mình có phải là nơi để hai người họ né tránh nhau đâu chứ Em vốn nghĩ nhà của anh êm ấm đàng hoàng lắm. Bây giờ trả ra cái giống gì hết. Chuyện này mà không giải quyết nhanh thì em cũng như vậy luôn đó. Em không muốn có thêm một ông già chen chân vào cuộc sống của hai vợ chồng mình đâu đấy. Ê ê anh biết rồi mà. Anh không có như ba. Anh yêu em. Cũng sẽ xin lỗi em mỗi lúc cần mà. Bé yêu đi ngủ đi nha. Đừng có như vậy nữa. Ngủ đi ngủ đi. Ngày mai tính tiết. Sáng mai em còn phải đi dậy dự giờ nữa đó đừng có thức giận quá mắc công ảnh hưởng đến tinh thần ngày mai nữa đấy ừm em biết rồi mà hai người nhanh chóng đáp chăn rồi đi ngủ cứ ừ nghĩ rằng đây chỉ là một đêm bình thường nhưng không phải như vậy lúc đó thiện định mang chút thức ăn qua nhà để tiện nói chuyện với bà ngọc về ông dũng anh có gõ của mấy lần nhưng lại không nghe thấy ai trả lời hết cuối cùng lại lớn tiếng gọi bác ngọc ơi bác ngọc bác có trong nhà không vậy bác có có, con vào đi thiện, cửa nhà không có khóa đấy. Âm thanh của bà lớn vọng ra bên ngoài, anh chạm vào khóa cửa, đúng là cửa không khóa, được sự cho phép của bà anh cũng tự nhiên đi vào. Ở phòng khách không thấy bóng dáng của bà Ngọc đâu, anh đặt mấy hộp bánh lên bàn sau đó lại lên tiếng. "Của bác ở đâu vậy bác? Con có chút chuyện muốn nói với bác đây ạ." À? Vào trong phòng đi con, bác đang ở trong này có việc chút. Cuối cùng Thiện cũng xác định được bà đang ở đâu, anh không nghĩ nhiều mà mở cửa đi thẳng vào trong phòng. Anh nhìn thấy tất cả những thứ mà mình không nên nhìn thấy. Thân thể của một người phụ nữ trung niên 50 tuổi trong bộ áo hai dây tràn đầy vẻ quyến rũ, lộ hết ra tấm lưng trần trắng nõn. Bên dưới lại là chiếc quần đùi mỏng dính, gần như cả cơ thể của người phụ nữ này đều phơi bày ra hết trước mặt của Thiện. Anh chàng bất ngờ không thốt lên lời lập tức quay đầu ra chỗ khác tránh né không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Con làm sao vậy thiện? Đang ngại à? Bác, bác ăn mặc cho đàng hoàng lại được không bác? Con, con thật sự không dám nhìn đâu bác ơi. Có gì đâu mà không đàng hoàng hả cái thằng này, bác cố tình mặc cho con xem mà, có gì đâu chứ, con bay đặt ngại mùng đồ nữa. Quay mặt lại nhìn bác đi nè, bác đang chờ con qua đó bà ngọc khẽ chạm tay vào bờ vai săn chắc của thiện cảm nhận được cả sự run run vì lo lắng của anh thiện vẫn không dám quay mặt lại nhìn bà anh nhắm chặt mắt quay mặt sang nơi khác sao mà con hành động gì mà lạ vậy chứ hoa đã đến trước mắt rồi mà nhìn thử một chút đi đảm bảo không làm cho chàng trai trẻ như con thất vọng đâu mà lo bà ngọc không quan tâm bây giờ anh nghĩ gì về mình với bà đây là cơ hội tuyệt vời để cả hai bên cạnh nhau chồng bà không ở nhà trước mắt bà lại là chàng trai bà say đắm chỉ cần đêm nay anh chịu phối hợp bà sẽ trao cả thân thể này cho anh thiện đối mặt với những lời dụ dỗ ngon ngọt từ bà ngọc cuối cùng lại không thể chống lại những cám dỗ kia anh đột nhiên lại muốn nhìn xem kỹ cái thân thể của một người phụ nữ xem có thể quyến rũ đến mức nào trước giờ anh chưa từng có bạn gái không hề biết được cái cảm giác này thiện không thể chống lại được bà ngọc cuối cùng chọn mở mắt ra nhìn thêm một chút người phụ nữ kia vòng tay ôm lấy cổ của ai mà đong đưa trước mặt anh thiện há hốc mồm vì cơ thể tuyệt sắc của bà một người phụ nữ trung niên lại có thể xinh đẹp như thế đây là lần đầu tiên có người có sức quyến rũ với anh như thế thiện không tài nào chịu nổi cũng ôm lấy bà ngọc vào lòng anh biết mình đã yêu thích người phụ nữ này mất rồi thì ra bác lại tuyệt vời như vậy biết hơi muộn nhưng mà không sao cậu làm tôi đây vui vẻ thì được chúng ta cùng nhau là trò vui đi tôi tin là cậu sung sức hơn chồng của tôi nhỉ ây chắc chắn rồi con sẽ không làm cho bác thất vọng đâu bác có sức hút như vậy mà chồng bác lại không biết thương hoa tiếc ngọc đúng là đáng tiếc đó nha vậy thì cậu thương tôi chút đi hoa này chờ cậu hơi bị lâu rồi đó nha bà ngọc chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của anh ra đồ cười dần trở nên hốt hồn thiện không nghĩ nhiều mà trực tiếp bế bà ngọc lên giường hai người vui vẻ ôm lấy nhau ở đó đêm nay anh sẽ làm cho bà thỏa mãn cái cơn dục vọng cho người bà bao nhiêu năm nay cái cảm giác mà ông dũng không thể mang lại được còn bà lại cho thiện thứ mà anh chưa từng có được cả hai đều quá hài lòng về đối phương đó chính là điều mà ai ai cũng muốn có trong một mối quan hệ buổi tối đó đối với bà ngọc vô cùng tuyệt vời bà mãi mãi không thể quên đi cái cảm giác sảng khoái khi được ở bên thiện Cậu thanh niên này đúng là người mà bà có thể tin tưởng và dựa dẫm vào. Sáng hôm sau bà nằm gọn trong lòng của anh, hai người đều đã dã rời sau một đêm bên cạnh nhau vui vẻ. Bà Ngọc tựa lưng vào người anh, cảm giác ấm áp tràn đầy từ cơ thể anh truyền qua cho bà. Hay là bác với ông ta quay lại như thường ngày đi, như vậy mới không bị người khác khi ngờ chuyện của chúng ta. Đừng có gọi bác nữa, vội em đi, như thế xa lạ lắm được rồi chuyện với ông dũng em tính thế nào bỏ ông ta đi ông già đó có làm được gì nữa đâu chứ sống cùng nhà thêm thấy ghét tống cho vợ chồng thằng con cả là được rồi thôi thôi anh tài và bà vợ cũng chả có vui vẻ gì đâu nên mang ông ta về đi cứ sống chung dù gì cũng không làm được gì nữa rồi cứ mặc tệ đi sống cho có lệ bên ngoài có anh lo mấy chuyện đó cho em rồi đúng không bây giờ em ly hôn với ông ta lúc đó em với những người như anh sẽ bị người khác nói ra nói vào anh không thích nghe mấy lời đó đâu cứ mượn hơi của ông dũng che đi mối tình của chúng ta đi bà ngọc im lặng suy nghĩ một chút về những lời đề nghị của thiện cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với anh nói cũng phải ly hôn rồi những người xung quanh lại nghi ngờ về mối quan hệ với của em nữa thì không hay cho lắm chi bằng cứ như vậy chúng ta lâu lâu lại ra bên ngoài làm gì đó cho vui vẻ là được rồi ông ta cứ xem như là không khí đi vậy mới phải để ông ta làm cái bóng cho mình cùng lắm thì vài hôm nữa vợ chồng tài chịu không nổi lại sẽ tìm cách cho cả hai làm hòa lúc đó chỉ cần giả bộ làm hòa là được rồi dù gì cũng có anh bên cạnh em rồi mà những thứ khác đừng bận tâm tới có được không thiện nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của bà một cái Nằm với nhau thêm một chút thì anh mới bước xuống mặc lại quần áo của mình. Thôi anh về trước nhé, mắc công anh ta dẫn ông Dũng về bất ngờ lại có chuyện nữa. Em ăn sáng luôn đi nhé. Được rồi em biết rồi, đều nghe lời anh hết. Bà Ngọc cười vô cùng mãn nguyện để anh đi ra khỏi nhà, còn mình cũng vệ sinh cá nhân rồi bước ra nấu bữa sáng. Sau đó khoảng 2 giờ đồng hồ thì tài đã chở ba mình về đây, còn có cô con dâu đi theo tới đây nữa bà ngọc thấy cảnh tượng như vậy thì khẽ nở nụ cười thì ra tất cả đều như thiện tính toán cho bà nếu như anh đã nói như vậy bà cũng sẽ nghe theo như vậy hai vợ chồng của tài nói đủ những lý lẽ với bà ngọc lúc đầu bà giả vờ như vẫn còn giận ông giả vờ chờ một lời xin lỗi từ ông dũng ông trước khi tới đây đã được con trai và con dâu của mình nói qua rồi dù gì cũng phải nhường nhịn bà một chút cuối cùng thì người xin lỗi lại chính là ông dũng bà Ngọc bày ra vẻ mặt vui vẻ trở lại tiến tới ôm lấy ông trông khá hạnh phúc. Phải chi lúc đầu nhẹ nhàng như vậy có phải dễ dàng hơn rồi không? Ba mẹ lúc nào cũng như vậy hết trơn á, đợi hai đứa tuổi con làm lành dùng không hà. Ê được rồi hai đứa về đi, để ba mẹ ở nhà là được rồi, sau này sẽ không tới nổi đó nữa đâu. Thời gian qua cả ba và mẹ đều không đúng, làm phiền hai đứa nhiều rồi, cuộc sống gia đình cũng vì ba mẹ mà ảnh hưởng không ít hai đứa chú tâm việc sinh con đẻ cái đi, sớm này báo tin vui cho ba mẹ. Bà Ngọc vui vẻ nhìn ông, quay sang nói với hai vợ chồng tài bằng giọng điệu ngọt ngào. Cũng phải công nhận rằng bà Ngọc rất có năng khiếu đi diễn xuất, bây giờ đóng thịt cũng không chấp mắt. Hai vợ chồng Tài cứ nghĩ bây giờ chuyện này đã en xuôi, hôm đó vợ chồng anh ở lại dùng bữa cơm với bố mẹ rồi cũng rời đi. Ông Dũng cũng rất vui mừng vì nghĩ vợ mình đã không còn những suy nghĩ như lúc trước nữa. Ông càng thêm yêu quý người phụ nữ của mình hơn. Bà Ngọc thành công qua mắt hết những người này để tiếp tục duy trì mối quan hệ bên ngoài với tình trẻ mà không chút nghi ngờ. Những ngày tháng sau đó, bà tỏ ra rất vui vẻ và hạnh phúc, thậm chí còn thân mật với ông nhiều hơn. Ông Dũng chỉ nghĩ vợ mình đã thay đổi, trở về làm người vợ của mình như ngày nào. Bà vui vì được ở bên tình trẻ mà không bị ai phát hiện, về tới nhà lại có người chồng nung chiều mình những chuyện này đối với một người phụ nữ chính là hạnh phúc vô cùng lớn rồi tháng ngày sau này của bà ngọc đều vô cùng tốt đẹp có lẽ khi một người đàn ông mất đi thứ năng lực đáng quý ấy đều bị hạ thấp giá trị của mình đi rất nhiều cũng chính vì điều này mà trong mắt của những người phụ nữ mà họ chẳng còn là gì nữa cả những người phụ nữ còn xuân xanh những thiếu nữ vừa mới lớn tất cả đều mong chờ vào một tình yêu đi kèm với thố vui ấy Quý vị và các bạn khán thính giả thân mến, vậy là câu chuyện hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình bằng cách bình luận ở phía dưới nhé. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.